Bây giờ nè, phái cho từng người tức là nhân loại đó, thì hai nhân cộng ba nhân tạo sinh. Nếu hai nhân tạo sinh này là tái sinh làm người, người gì? Người gì? Người nhân. Người nhị nhân trong cái kiếp đó không thể chứng đắc thiền định hay đạo quả. Chúng sanh này được Đức Phật này gọi là Đức Phật là chúng sanh không có duyên lành đạo quả. Dù có ông đó là đại gia chăng nữa, đi vô là vô ba tư nặng nè, không có duyên lành đạo quả. Mà không phải là người nhị nhân nha, có đôi khi người tam nhân luôn mà cũng không có duyên lành đạo quả. Nếu mà chắc chắn người này á, người duy nhân này là chắc chắn là không có duyên lành đạo quả trong kiếp đó. Người đó rất là thông minh luôn. Còn người ba nhân này được tái sanh làm người tam, người tam nhân, đúng không? Thì có khả năng, đúng không? Tắc thiền, tắc đạo. Để nhớ, lặp lại đây thôi, để nhớ thôi. Nhưng mà chưa hết. Ở đây, ở trong cái phần sơ học á, tức là tiểu học á, nói cách khái quát vậy thôi. Và cả người tâm nhân, người dĩ nhân này nè, ngay cái giai đoạn đầu đó, ngay cái giai đoạn đầu cái tâm phục sinh lên á, tâm phục sinh này, phục sinh này có thể là phục sinh bởi tâm nhị nhân, hoặc là phục sinh bởi tâm quả tâm nhân, đúng không? Thì ngay cái sát na đầu tiên, ngay sát na phục sinh đầu tiên, thì một cái đoàn sắc nó sinh ra. Thì cái đoàn sắc này á, được gọi là đoàn sắc tục sinh nè, nó gọi là đoàn sắc tục sinh. Cái đoàn sắc này á, nó còn có ba đoàn là đoàn nếu là người, nó đoàn thân, đoàn ý vật, đoàn thân, đoàn tính. Đó là chủng tử ban đầu để tạo thành là người nam người nữ ngay cái cấu trúc ban đầu. Đoàn thân, đoàn ý vật, đoàn tính, nói không rõ hả? Đoàn thân, đoàn ý vật, đoàn tính à. Rồi lần lượt bắt đầu sinh lên. Nhưng mà ra tới đây là thường là tiểu học của chúng ta học bắt được tới đây rồi, đúng không? Nè, bây giờ cái phần chia sẻ, chia sẻ tới đây chỉ nói về người thôi nha, chưa nói tới chư thiên nha, chưa nói chư thiên nha, chưa nói tới quá sanh nè, đang mới nói là cái thai sinh thôi đó. Cho nên tục sinh á, sự tục sinh nó gồm có tục cha quyết mẹ và tục tái sinh, chứ không phải hạt bụi nào quá kiếp phân tôi được nha. Chuyện nó không có xảy ra thôi nha. Ông Trịnh Dung Sơn ổng tưởng tượng sao chuyện của ổng nha, không ảnh hưởng tới mình, đúng không? Có ảnh hưởng không? Ai mà để ảnh hưởng là không được nha. Nhưng mà giờ trong cái người mình nè, một sự mà hình thành một cái chúng sanh trong thai bào á, còn có ba yếu tố, tức là tinh cha huyết mẹ và thức tái tái sinh, thì cái tinh cha huyết mẹ nó cộng lại nó trở thành là ba cái đoàn này đó, nó tạo ba cái đoàn này đó.
cái đoàn yếu vật, đoàn thân và đoàn tính. Đấy. Cho nên khoa học nó mới tìm ra nó là cái nhiễm nhiễm thể ít y gì đó. Nha, ít nhiều mà y ít đó. Nhiễm thể ít y gì nè. Nè. Mà ít ít nè. Mình gái mà y là con trai gì đó, đại khái. Cái chuyện của khoa học cũng dính dáng tới đây. Nha. Ai muốn nghiên cứu thì nghiên cứu đó. Sư ông thành nguyên cố chia cho mệt. Nhưng mà thường mấy người mà đi mây về gió hướng dẫn viên du lịch á, mà mấy người nam á đi mây về gió á, hướng dẫn viên du lịch á và làm việc trong motor nhiều đó, khó con trai, khó có con trai nè. Cái nhiễm thể y ít gì đó là mất tiêu rồi, y ít gì đó đại khái. Nhưng mà bây giờ nè, tại sao chúng ta có ba phương hướng, tại sao có người có phương hướng tham, phương hướng tham, phương hướng sân? Và phương hướng si. Tại sao vậy? Thì ngay cái lúc tục sinh này á, nó là quyết định của vấn đề này. Nó quyết định ngay cái vấn đề này. Có người thì tham nhiều mà sân ít đúng không? Trong thế gian này có người tham nhiều mà sân ít đúng không? Mà có người sân nhiều mà tham ít đúng không? Còn cái người mà không tham không sân mà cái ngát ngát đúng không? Nha. Nói chuyện cái đó, cái tâm hồn để trên cành cây á. Nha, mơ mơ mộng mộng rồi đó. Để tâm hồn rung với gió đó. Nha. Bài thơ của ai ta? Như của Tố Hữu á. Nha, là thi sĩ nghĩa là mơ với gió. Gì đó, như cái do dẫn cùng mây á, để tâm hồn trên ngọn cỏ cành cây vậy đó. Dạ, tại sao có cái hành này ngay cái đầu này quyết định, cái cuộc này quyết định, cái quyết định cái khuynh hướng của người đó với cái người đó. Cũng như chúng ta nên cho cái gọi là ba ba nhân đúng không? Và hai nhân đúng không? Ba nhân đó là vô tham, vô sân, vô si. Hai nhân là vô tham và vô si, vô si. Đâu, vô sân chứ? Cái người có hai nhân mà vô tham vô sân này đó, nếu tục sinh bởi hai nhân này đó, họ có thể rất là xinh đẹp nha, họ có thể rất là xinh đẹp, họ có thể là có quyền quý cao sang luôn nha, nhưng họ rất là chậm hiểu, rất là chậm. Chậm hiểu mức độ mà kêu hiểu ra đó là con thỏ chết rồi. Biết câu chuyện đó không? Biết câu chuyện đó không? Câu chuyện đó vậy nè, có người sư tử chết á. Nó giờ nó đi săn bắn mệt mà mệt quá đi. Giờ mỗi ngày á, giờ nó không đi săn bắn, nó không đi săn bắt nữa. Nhưng mỗi một con thú á, phải tới nạp mình lên á. Mà với điều kiện á, nguyên cả đoàn thú á, nào mà kể lên câu chuyện mà không có ai cười, ai cũng cười hết á, thì nó khó. Mà ai mà có người nào không cười á thì nó bắt người ta ăn. Bữa đó ta biền họ kể câu chuyện vui, thật vui vậy. Con nào cũng cười hết, có mình bò không cười. Mà bò không cười thì con thỏ bị sư tử bắt ăn, đúng không? Qua làm sao con thú khác cũng cười, nó kể câu chuyện dở không ai cười, con bò cười.
Nó hỏi sao chị cười? Câu chuyện muốn qua chị Thỏ kể vui quá. Cho nên từ đó có câu tục ngữ là khi mà cười là con thỏ chết, hiểu không? Người ta đã hiểu rồi, một ngày hôm sau con thỏ mới hiểu ra, mới cười, cười lên thỏ tới quay rồi. Hiểu cái này không? Thì cái dạng người này vậy đó, người ta nói người ta hiểu rồi đó. Mà trên đời quý vị cũng có gặp cái trường hợp này nè, nói tự nhiên không hiểu tới chừng ta bỏ ta đi rồi, phải nãy mình trả lời câu đó là được rồi, có không? Mà lúc con còn mặt đó không chịu trả lời, để ta đi khỏi rồi mới chịu nghĩ ra câu trả lời, đúng không? Để cái này có không? Đó là khuynh hướng này, khuynh hướng của si nó nhiều, chưa hẳn là xe đâu nhưng mà si nó nhiều đấy. Mà dạng chắc chắn nhất á, dạng mà chắc chắn nhất của cái hạng người mà nó không có cái logic, nó nằm trong này đó, à, học rất là mau, mau nhớ nhưng mà cũng dễ quên nè, nói trước quên sau cũng có nè, nè học thì rất nhanh, nè hiểu rất là lẹ, rất là nhanh, nhưng mà sau đó quên, đứng dậy quên. Trên Đức Phật ngày dạy có ba hạng người, nè hạng người mà như cái gì, như bắp dế, nè hạng người bắp dế, cái hạt đậu mà để cho bắp dế đó đứng dậy cái rớt xuống. Nghe bài pháp nó hay lắm, pháp sư biết hay lắm, hỏi ông biết gì hay rồi nói lại nè, mà hay hay lắm, hỏi hay sao rồi nói lại. Này có không, trong hội chúng này có không? Đấy, hạng người thứ hai là như là cái ống tre đảo ngược, tức là những cái lớp đỡ ống tre đó, người ta để lớp đậu, lớp mè, đậu xanh, đậu đỏ, đậu vàng đó, chấm ngược lại cái đậu trong đó nó lộn thùng thèo hết. Cũng vậy, bài pháp cũng nhớ vậy chứ không không nhớ, nhưng mà cái chi trước có nhớ ra chi sau, chi sau nhớ ra chi trước, nó nhớ không có thứ tự, không có nhân nắp. Đó là trí tuệ như là cái ống tre. Còn một người nữa là trí tuệ như là cái chậu úp, cái chậu mình úp xuống đổ bao nhiêu nước ra ngoài đấy, như ngồi nghe mà không hiểu gì hết, rồi đã chẳng những không hiểu rồi thôi đi, nó không có giảng cao quá không hiểu nữa, đã không hiểu rồi biết ông giảng cao ghê, đã không hiểu mà biết ông giảng cao là sao? Mình hiểu rồi đúng không? Thì mới xác định ổng là giảng cao, giảng thấp đúng không? Mà đã không hiểu nữa, để giảng cao quá không hiểu vậy mới ghê. Cũng giống như có một cái ông mới nói cái quảng cáo cho cái thiền đường swimming á, mới tự thiền đường nó giỏi lắm xì, nó giỏi làm sao? Chỉ có trình độ nào ta vô dạy trình độ đó, sơ thiền thì dạy đâu cho sơ thiền, nhị thiền dạy nhị thiền, tam thiền dạ theo tam thiền. Chúng hỏi ủa anh là giám đốc trường thiền đó, anh ở trong đó anh biết hay vậy? Quý vị hiểu cái này không? Không biết, không biết người ta dạy là mình dám nói người ta dạy là trình độ nào dạy là trình độ đó, làm như mình giám đốc của trường thiền đấy ở trong đó, có hiểu không? À, cái đó gọi là bin Laden phải chắc tay bái phục á. À, hiểu không? À, thì á, cái hạng này nè, nó có thiếu cái nhiều oxy nè, cho nên á, nhiều khi là trí tuệ như là cái chậu úp, hoặc là cái trí tuệ giống như là cái chậu của anh á, cái ống tre, đây, nè. Còn có loại trí tuệ như trí tuệ là câu cùng tự trước sau hết á, thì lúc đó nó có như vô si nằm đó, như vô si nằm đó nha. Bây giờ chúng ta không tích tiếp, không tích tiếp cái người á, cái mặt sinh nó có nên vô tham nè, vô sân nè, vô si nè,
Nếu cái nhân do tham yếu, nhân do tham yếu, tức là ở đây là những cái tâm mà gọi là những cái tâm này nè, nếu nhân vô hay yếu thì dẫn tới cái người này tham, nhân vô sanh mạnh, vô sanh mạnh, cái người tham mạnh nhưng mà không bao giờ nói thật, nhưng mà tham cực kỳ nè, cái người tham á ít bây giờ nó nóng lắm nè, như vậy luôn ý thôi, cái người tham ít rồi mà cái người nổi nóng nhiều thì không tham nè, người hay quạo nhiều là không tham, mà người mà thường quạo quọ đó thì ít tham, mà người mà ít quạo quọ đó thì dễ tham lắm nha. Do cái nhân vô si này, do tham này yếu nè, cho nên dẫn tới tham mạnh, mà nhân vô sân mạnh nó dẫn tới là sân yếu. Sân yếu thì người này ít sân, mà hai cái nhân này á luôn luôn là một cái mạnh cái yếu không bao giờ nha. Còn nếu như trường hợp vô si, vô si yếu, vô tham mạnh thì cái người này á không tham, không tham mà ít nghĩ, nó ít cái tìm hiểu, ít cái chuyện tìm hiểu lắm. Nếu như trường hợp vô si, ai đó là do si yếu, do tham mạnh nè, vì do si yếu cho nên người vô si yếu, lúc mà tục sinh mà vô si yếu đó thì cái người này ít có chịu tìm hiểu đó nè, chấp nhận đúng không, cứ khoái chấp nhận nhiều hơn là đi tìm hiểu cũng không sao, ai nói gì cũng chấp nhận, ai nói gì cũng chấp nhận, tại vì vô si mà trong lớp này vô si mạnh hay yếu ta hả, mình sẽ thấy là hình như kinh điển đem về thờ thì nhiều hơn á, đọc thì hiểu đó nhưng mà đâu có chịu đọc đâu, cho nên nó đời nó gây vô si nó yếu đi, vô si nó yếu. Mà quý vị không nhớ cái câu đó là ba cuốn sách căn xếp bằng cái vi la vô sức kí tô qua cha gia qua cha e tăng mang tới quá tâm ăn, nếu mà tắt ra cái đó ba cuốn sách căn e tăng mang tới quá tâm ăn, ba cuốn sách căn là nghe nhiều, ba hú là nhiều, phúc tăng là nghe, nghe nhiều là một hạnh phúc cao thượng đúng không, mà mình đọc có phải là nghe nhiều không, nghe. Tại sao mình thấy mấy đứa bé mà giờ nó thi đường đỉnh ôi gia đó, nhiều khi mình tái phục nó luôn, nhiều khi kiến thức của nó khủng khiếp nha, hỏi những câu hỏi cho mình đứng mình ngớ luôn đó, mà nó trả lời được cũng ghê. Cái chương trình mà sẽ thích nhất là chương trình đường lên đỉnh ôi gia, giờ TV nó thử rồi hết coi, mà nó phá chuyện này nó lắm nè, rất là hay nha, được bị cái là cái tiền thưởng ít quá, nó không bằng ai là triệu phú nè, thì cái người này cái ảnh này nè ít cái chịu suy nghĩ, ít tìm hiểu, người ta nói gì là chấp nhận liền, nói chấp nhận liền, miễn thấy nó hơi hợp tiếng cái chấp nhận liền. Một lần nọ sẽ nói có cái
cái cô Phật tử cô ba cũng là ni sư bên Bắc Tông á, có ông cầm chết chết cái mời thỉnh một số ông sư Nam Tông qua tụng kinh sao cái con trong đó có ông kì ông nói cái dòng hồn và ổng chưa về vô cái nhà ổng được mà sao phải tụng kinh mới dẫn nó vô mới vô nhà được bà tính liền hay quá hay quá bữa nay gặp lại sư hỏi sư thì nó ồ bao nhiêu ông sư không thấy có mình ông sư kia thấy ông giỏi thiệt ha cái hiểu này không đấy, bao nhiêu thượng tọa đại đức là không thấy của mình không thấy à không là giỏi à vậy sao con hỏi không hỏi gì sư có chứng đắc thiên nhãn chưa nó trả lời sao bao nhiêu người thỉnh vô cũng được có mình không thỉnh vô rồi hiểu chỗ này không tại vì úp cái chuyện thiên nhãn nghe nó là chấp nhận nghe nó chấp nhận thôi không có chuyện tìm hiểu coi người ta nói đúng hay nó sai quý vị hiểu chỗ này không ví dụ như hôm qua cái quá tở trên cái chùa Bắc Hải ở chỗ này sẽ nghe tụng người tu bố thí đứng đầu chứ nó ủa kinh đâu vậy ta nói của ngài Pháp Minh phải người tu bố thí đứng đầu không hỏi vậy nè bài kinh của Nam Tông nha mà nghe nó bài đó của ngài Pháp Minh dịch đó nè. Người tu bố thí đứng đầu phải không không nói vậy là hiểu lầm ngay lập tức tất cả mọi việc làm cái bố thí là số một không phải mà người tu thì là bố thí là cái việc làm trước tiên chứ không phải là đứng đầu à, việc làm trước tiên mình có buông bỏ được sau này mình mới có thể có cơ hội nữa chứ không phải là đứng đầu cái từ không thôi người tu bố thí đứng đầu là sai rồi hiểu cái này không mà người tu thì bố thí là việc làm trước tiên đầu tiên thì được cái đứng đầu nó khác đi hai cái từ khác bây giờ không chịu tìm hiểu là do đó họ chấp nhận liền chấp nhận đây là cái dạng mà vô si yếu nha thì vô si yếu đó nó dẫn đến cái gì vô si yếu nó dẫn tới những cái nó trợ giúp cho sanh nhiễm vô si yếu nó sẽ giúp cho cái sân yếu nha nhưng mà nếu mà vô si mạnh nó sẽ trợ giúp cho sân mạnh à này nè mới lạ đời vô si mạnh nó trợ giúp cho sân mạnh lên tại sao à bởi vì cái vô si mạnh này người ta nói là hiểu ngay đúng không người ta khiêu mới biết người ta hiểu ngay người ta móc mình đúng không móc thì quạo không quạo phản đòn liền đúng không còn bây giờ mình vô si yếu á người ta móc đâu có hiểu đâu người cười thôi đúng không nó châm biếm đâu có biết đâu phải ngồi cười ha tới khi người ta đi rồi ủa nãy châm biếm mình á đi mất tiêu rồi có hiểu chỗ này không cho nên vô si mạnh coi chừng sân nó mạnh nghe tại vì vừa nghe qua ta hiểu ngay nghe cho nên phải cắt được cái chỗ đó cho nên nó trong một cái thời mà và thời Đức Phật á có một du sĩ nổi tiếng tức là ở trong cõi Diêm Phù này chưa ai đấu là ổng đó là du sĩ Sách Cá Cá đó lần đầu tiên mình gặp cái tên á để muốn chập Đức Thế Tôn
mà đứa con là bậc đại trí mà ổng chọc đứa cái con giận lên để ổng lấy cái cơ hội đó đó. À là ổng nói là ông không phải tránh con giáp, ông tránh con giáp mất quạo nè, đi chọc lên mà chọc một cách rất là tế nhị, rất là khéo léo, giống như chọc mà ẩn ý sâu xa đó, chứ không phải kiểu mình chọc cho quạo đâu, phải đâu. Tới tôi Đức Phật mà đâu có sử dụng được cái đòn này được. Thì ông hỏi về thân tu tập, ông bài bác nó có người thân tu tập mà tâm muốn tu tập, rồi có người mà tâm tu tập mà thân tu tập. Cái người mà thân tu tập đó mà tâm không tu tập á, sau này cũng dễ bị những cái chứng bệnh do tâm nó làm. À, thân tu tập có nghĩa là cái đi đứng nằm ngồi rất là tốt đẹp thì kia, nhưng mà tâm lúc nào cũng bị dao động, nó không có tu tập cái tâm. Cho nên sau này một thời gian tâm nó bị biến loạn, nó không có định tĩnh được. Rồi có người mà có cái tâm tu tập mà thân không tu tập. Nghe, tâm tu tập có nghĩa là tối ngày cứ ngồi thiền, không là cái ôm đề một người một. Thân không có gì vận động, cho nên một lúc nào đó đó thân nó bị bệnh tật. Nó bị tê bại, nó bị liệt, nó bị đủ chuyện trên đời xảy ra. Nghe. Thì Đức Thế Tôn này mới giải thích. Đã nói xong á thì nói nó vậy này, chú sĩ hồi nãy ngươi trình bày về thân tu tập có nghĩa là ngày ăn một buổi nè, đó là thân khổ hạnh á. Vậy tâm tu tập là gì? Tới đây chú sĩ sách cả cả đâu có biết là nói, cũng giống như nói chúng ta nói vậy mà không hiểu. À, nói thân tu tập không hiểu cái thân tu tập phải làm sao, không hiểu. Nhưng mà Đức Phật hỏi cái này chú sĩ sách cả cả thế nào là tâm tu tập, không trả lời được. Đức Phật ngày giảng ra cái tâm tu tập. Cho nên quý vị hành thiền á, nên nhớ nha, khi lặp đi lặp lại của ai à, ngồi một tiếng phải đi một tiếng, đi kinh hành một tiếng nha. Mà muốn ngồi lâu á, trước khi đi trước khi ngồi phải đi kinh hành, đi kinh hành xong ngồi một tiếng thì phải biến tốt chứ phải đi một tiếng, còn không á tối thiểu phải 30 phút để vận động cho cái cơ thể mình nó thông hết cái máu huyết nó chạy đều. Cái ngồi riết một thời gian á, những cái giọt máu nó đông lại dưới cứng hôm này làm tê liệt cái sợi dây gân, nó gần cứng quá. Mà thường á thiền sinh chúng ta là phải ngồi hơn phải đi, đúng không? Ngồi phải hơn nha, đi không chịu đâu nha. Cho nên sau này bệnh tật ở chỗ đó đó, nó ngồi thiền bị về bệnh ở chỗ đó. Thì Đức Phật ngày giảng về tâm tu tập nè, rồi mới hỏi xong á, ngày giảng về tâm tu tập xong á, vô sĩ Thích Cá mới móc Đức Thế Tôn, mới khiều Đức Thế Tôn, nói như lời Sa Môn Gotama giảng vậy đó, tin rằng Sa Môn Gotama là người có thân tu tập, có tâm tu tập. Nè, Đức Thế Tôn hiểu ngay cái đó, giống như cái khen mà không khen nha, nó châm biếm á. Ông giảng hay quá cho nên giờ tôi tin ông này có tăng tu tập, tâm tu tập. Có nghĩa là ông chỉ có biết nói thôi đó nè. Mà Đức Thế Tôn là bậc nhạy trí mà, cái ngày đó này vô sĩ Thích Ca, cho dù lời nói ngươi có tịch thượng nè, nhưng mà ta là người còn thế, cho nên cái tới đó vô sĩ cho sách tay cá đó phải ta tí đó, hiểu ngay là muốn nó kiểu nó móc không, mà nếu không cắt đứt cái chỗ đó đó thì quạo lên đâu, quạo ngay rồi đó, đúng không? Thì do đó cái vô si nó mạnh, nó dẫn tới sân mạnh, cho nên biết cắt được cái đó là ok. Còn mà vô si yếu thì dẫn tới sân nó yếu. Thì phải làm sao á, cái sân nó yếu là một điều tốt, đúng không? Phải không? Mà vô si nó yếu thì cái điều tốt là sao? Làm sao cho nó lên được á, nha, hiểu không? Rồi sau đó là Sách Cái Cá mới thắng phục nó rồi nha. Thưa Sa Môn Gotama, đối với tôn chủ, sáu tôn chủ á, khi mà đối diện tôi á, ông nào cũng nổi giận lên hết, nhưng mà đi con giả Gotama đó mặt vẫn trong sáng,
không có hề cảm phục đó. Mà cái châm biếm mà nghe vậy mình đâu biết châm biếm đúng không, vậy mà nó bật đó là bật đại ký mà, đúng chưa, hiểu chưa, chưa hết đâu còn nữa, mới phục sinh thôi, như vậy đi. Gia sư phương bao mẹ chúng tôi đã công sinh hãy làm mong gì để biết mọi người.